Thủ nó như là đào nhà mình đấy, cái những cái Ừ. vỏ không khác gì. Không khác gì. Và mà cái vỏ đào của mình cũng có cái ngang ngang thế này, nhưng mà nó chỉ một lớp rất là mỏng bên ngoài thôi. Cái này dày hơn. Còn cái này là nó là cái ngang này của nó là 100% vỏ luôn, không có xiên dọc gì hết. Ừ. Là từ xưa đến nay là họ Vâng, cái này là ngày xưa thì các dùng cụ làm khen, cái khen thổi của người Mông đấy. à vâng Các cụ lấy cái này làm thì nó không bao giờ, khi thời tiết khí hậu thay đổi là nó không bao giờ nó biết co giãn nở ra. những cái miếng này đẹp hết chú nhở, Vâng, miếng đây này này đẹp. mịn đẹp phết Đấy, này. anh em miếng kia xấu quá. Ừ. Có miếng đẹp có miếng xấu đấy, mình chọn những hết miếng đẹp đây, cắt gọt cẩn thận thì nhìn nó quá đẹp luôn. Vâng. Thế này mình có phải làm gì nữa không để cho nó đỡ tuột không chú? Hay Không, là cái nó cố đấy định luôn rồi? cố định luôn. À. Cái đấy nó không, nó kiên cố, nó không giãn nở lung tung đâu. Vâng. Hơi bị ngon ngẻ. Cạo vỏ ra đẹp Vàng bóng. màu đỏ. Này, cứ như đánh giác ly. Vâng, như kiểu đánh với ly xanh. Này. Giống hệt luôn. Vàng 100% luôn đấy. Vâng. Màu giác ly luôn đấy. Cái này họ không biết, họ tưởng mình đánh vắt ly vào. Bóng đẹp, Đúng rồi, bóng đẹp. này nó cũng đánh vắt ly vào à, lấy cái gì mà đánh vắt ly vào nó trông bóng thế. Cái vật liệu tự nhiên như này thì nhiều người thích lắm. Đó, cái này nó chắc, nó bền, nghe chưa, Vâng ạ. nó càng già thì cái mắt của nó càng to ra, với lại có những cây nó mắt nó không to đấy, nó À. tùy theo thì có những cây mắt rất nhỏ. Không sao đâu chú ạ, vâng những cái mắt như này thì cháu vẫn thấy nó đẹp. vâng Ôi đẹp luôn. Bây giờ đo. Rồi. Đo theo cái vòng của Yeah. cái vỏ bao. Bao gỗ gì đây chú? Cái gỗ này là cái đây, cái cây mà mình cứ hay quên tên này. Cái gỗ này thì quá tốt rồi, À. quá ngon, Ừ. cả cái hai miếng này cùng một loại. Nó có đám cưới, mình không muốn đi, mình chán đám cưới lắm rồi. Cứ mỗi trận đám cưới về là ngủ mất gần ngày, Vâng. tối tỷ mình không đi thì theo anh em đóng góp thì sau này sợ. Cháu cũng chán đám cưới lắm rồi Vâng, chú ạ. vâng. Cả thanh xuân của cháu chỉ để đi ăn đám cưới thôi. Con chú chỉ đi vào những chỗ nào nó thân thiết nhất mà mình không thể coi như là mày chối được đấy, nghe chưa? Vâng ạ. Còn nữa. À chú có giả giọng theo kiểu giọng lơ lơ lái lái của người Mông gốc không chú? Nói tiếng Mông là tiếng Kinh nhá. Không, à vâng, nói tiếng Kinh mà À, lái lái thành tiếng người Mông ấy chú. nói lái thì quá dễ. Chú thử nói Nói xem tôi nào. nói nó sợi nó mới khó. Chú thử nói lái lái giọng kiểu đấy xem nào. Vâng. Thử thử xem rồi. Tức là nói về cái việc này này, nói cái khâu này nhá, này. Và nói công việc đi chú, nói một chút thôi nha. Cái khâu gió này là ở trên vùng cát Tà Leng ấy. Mình phải đi lấy một ngày mới về lấy nhà đấy, À. xa lắm đấy. À. Mình đi về xong là mình về mình mới cạo cái bùa này ra, Vâng ạ. mình ấy làm thật tốt đấy. Mình làm từ từ đấy, làm không được nhanh đâu, làm À nhanh là nó hỏng ấy. vâng. Không phải là làm nhanh nhanh thôi là đi xe máy đâu. Đấy. Nói như này mà từ đầu thì ai cũng Tin luôn. tin tưởng chú là người Mông luôn rồi, cháu đỡ phải quay cái đoạn này nữa. Với cả là chú không không mặc quần áo hay mặc quần Không, áo không người mặc Mông quá, mình. đúng rồi, không mặc quá người Đấy. Mông. Thế nên là mọi người cũng cứ nghĩ chú là kiểu công nhân người Đúng Kinh rồi, ấy. đấy đấy. Đấy. Nhưng mà không phải. Nó không tin. Không phải. Người Mông thì họ nhiều người cháu thấy bây giờ cũng ăn mặc cũng người Kinh Bây lắm. giờ nó cũng lai hết rồi, ít người. Vâng. Nói chung là vẫn có Vâng. người thích mặc quần áo người Mông lắm Đúng chú rồi, ạ. nhiều người thích chứ. Đấy. Có những người đi cán bộ nha, về đến nhà người ta vẫn thích diện những bộ quần áo người Mông đi, Vâng. đưa vợ đưa con đi chơi. Mình thì Chú kể một chút về cuộc sống từ xưa của chú đi chú. vâng. Từ ngày xưa chú đi học xong rồi chú làm cái gì hay là chú đã từng phiêu bạt ở đâu? Vâng. Thế vừa làm vừa kể nhá. Vâng, vừa làm vừa kể Đấy, đấy, chú nó cháu tóm mình tắt vừa thôi. túc tắc vừa nói chuyện đấy, cho mọi người hiểu thêm cuộc Vâng. sống của chú một chút. Vâng. Ngày xưa mình sống ở trên bản Tà Leng, xã Tà Leng, quê cũ cách đây 5 cây số.
năm 19 2009 thì tỉnh với huyện có chủ trương là di dân xuống đây để tập trung cho nó dễ về vấn đề giáo dục này, hay là ốm đau con cái đi viện nó gần đường. Vâng. Thế họ chuyển về đây họ đầu tư nâng cấp xã lên để nó là gần cái bộ mặt tỉnh, cho nó đầu tư cho xã rất là tốt. Thế mình về đây được 10 năm, cuộc sống thì nói chung mình trồng táo mèo rất nhiều, cũng chưa được ăn, năm đầu được 15 triệu. Năm nay không biết là nó có nở hoa kết quả không biết. Còn bình thường thì mình vẫn làm rèn chuyên nghiệp đồng đều, đấy, trừ những cái hôm làm nương, làm rẫy thật căng thẳng, ví dụ đi trồng ngô hoặc là phải đi cấy lúa, đi cày thì vẫn phải đi. Các con này đi học, hai đứa nhỏ, thằng lớn đi học, đi bộ đội, mình vẫn phải làm. Năm nay mình 60 tuổi rồi, làm rèn đến 41 năm rồi. Chú kể cái đoạn mà chú gấy tay đi chú. Vâng, cái không kể cái thời thơ ấu một tí, rồi đây đi học. À vâng, đấy, vâng ạ. Năm 1969 ấy, thì được Đảng và Nhà nước quan tâm cho đi học một cái trường gọi là trường đào tạo cán bộ dân tộc Mèo. Mình học hết lớp 10 đời cũ, mình về thì ông già lại không thích cho mình đi đại học, muốn cho mình lấy vợ. Thì mình, trong mình thì mình muốn đi ra ngoài xã hội. Thế ông bảo thế cho mày đi đánh rèn, lương cao bằng trưởng phòng của cán bộ đấy. Thế mình ở đấy tí đi. Mình làm rèn được 3 năm ông rằng đi chiêu. Ông này thì ông làm rèn nổi tiếng, nói trong nghề gia truyền này, ông nổi tiếng nhất tỉnh. Đấy. Vâng. Cái hợp tác giữa rèn đúc của ông là ngày xưa là nổi trội nhất tỉnh. Còn cái thứ hai là Tùa Chùa. Ngoài ra thì chả có cái hợp tác xã rèn đúc nào cả. Vâng. Số kể tiếp này. Tỉnh chỉ có hai cái đấy. Còn cái thứ ba là của cơ khí mùng 7 tháng 5 ngày xưa của nhà nước thôi. Vẫn còn phải vào đây coi như là học kỹ thuật rèn này, học kỹ thuật đúc của ông Lý Chiêu. Rồi tiếp theo là chú kể tiếp cái đoạn đấy đi ạ. Mình làm 3 năm thì hợp tác xã chưa giải thể, nhưng mà mình cũng nghe theo anh em cán bộ quen biết nhiều nói là thôi mày có chữ đi công tác tội ở đây làm rèn. Nghe thế nhiều cũng sướng sướng, mình mới bỏ rèn đi làm văn hóa, học văn hóa nghệ thuật được 2 năm rưỡi. Sau đấy mình quay về làm bên thông tin lưu động của văn hóa huyện Phong Thổ cũ ngày xưa, làm đấy được 9 năm đấy. Thì ngày xưa nói chung là mình cũng có năng khiếu, hơi vận năng về vấn đề văn hóa, vừa đàn vừa hát đấy. Sáng tác vài bài, viết báo, dịch tin, tuyên truyền viên biên giới, dọc theo biên giới. Mình lại có năng khiếu bẩm sinh về bắt chước, nên là lên cái thời đấy còn trẻ phong độ, người ta cũng không biết mình là người Mông đâu. Mình hát là mình diễn thuyết thì anh em Mông độ hay là nhiều người Kinh nữa, là mình là người Kinh hoặc là người Thái gì đấy, nhưng mà mình là đặc người Mông, bố mẹ sinh ra ở trên đất Tà Lèng này. Do cái cuộc sống nó thời cán bộ ngày xưa thì bao cấp nó khó khăn, cho nên là cũng do nhiều những tác động của xã hội bên ngoài nữa thì mình thôi không làm công tác nữa, mình bỏ về quê. Về quê mình chán ở quê, mình bỏ đi Điện Biên sống một thời gian, nghe đâu ở Điện Biên là làm ăn nó không khá ở đây. Nhưng mà lên Điện Biên thì cũng phải nói là thời đấy thì thúc viện nhiều quá, bạn bè anh em quyến rũ, mình lao mình hút được một thời gian. Vâng. Em một thời gian mình cảm thấy là cái này nó quá ảnh hưởng sức khỏe, với lại ảnh hưởng nhiều cái về xã hội này nọ vân vân, mình nghĩ thôi mình muốn làm lại cuộc đời, quay về quê. Bố mẹ vẫn còn để lại 6.000 mét ruộng, 2 hecta nương đấy, bây giờ mình trồng được 6.000 mét táo mèo nhưng mà vẫn chưa được ăn. Giờ thì mình vẫn tiếp tục đánh rèn thôi, thảo quả thì trồng được nhiều nhưng mà đất sạt lở sạt hết rồi, số nó không may là làm cái gì cũng không lên được, nên vẫn chịu khó đánh rèn thôi. Vâng. Nhưng chả làm được gì đâu, thôi đi. Thế cái đoạn mà tay chú bị làm sao mà chú nghỉ cái đi 2 năm ấy là như nào? Vào năm 2017 thì mình đi thổ củi, hồi mình vẫn còn khỏe bây giờ, 57 tuổi rồi, nhưng mà thổ một tạ cái xe tàu nó nhẹ, mình thổ củi nặng về nặng
hậu quá nó mình ga xe xe nó lật ngược gãy một nửa đòn xương ống tay một phần ba xương ống tay đi bệnh Việt Đức thì họ cũng không biết chữa dập một bên cơ tay dập một bên cơ đùi tê vừa liệt vừa đau về thì những cái chỗ này nó tụ máu độc nhiều mình chích mình tự mút máu độc ra cái này thì theo cái kiểu chữa theo kiểu địa phương thôi còn bệnh viện thì phải chích và mình có kinh nghiệm lâu năm là đi đây nó học được những cái kinh nghiệm chữa bệnh thuốc nam rồi là ví dụ là đánh đấm là nó tụ máu độc là phải làm thế nào để hút được máu độc ra là mình có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống cho nên là mình tự chữa mình xong 2 năm thì cháu Tuấn nó lên nó bảo là nghe đâu mà chú đánh rèn rất là nổi tiếng rất là giỏi cháu đi khắp nơi không có ai mình cũng chả giỏi đâu bỏ lâu rồi tay nghề cũng xuống đấy hay chú cháu mình vừa làm vừa khóc vậy biết làm thế nào được lúc đầu làm thì cũng không lên được đâu làm 10 ngày mà chưa được nổi 10 con nhưng bây giờ làm một ngày thì nếu mà làm bao khâu chuôi cẩn thận đẹp như con này đấy lắp khâu vào thứ là phải đúng có thể nói là 12/12 đấy thì mới được một con rong ngon thế này đấy. Đấy làm xong mình còn phải cọ râu rồi là mình cọ lông chân này mình chặt những cái sừng này đấy mạnh như thế này thao chặt cái này đấy cháu quay đây mà không việc gì ra thì cháu nó mới lấy đấy đấy là hàng cao cấp cháu yêu cầu quá cao mình bảo mày yêu càng cao bao nhiêu thì tao làm càng cẩn thận bao nhiêu thì chúng cháu mình làm nó cũng... xã hội bây giờ là phát triển rồi mình phải làm những cái gì nó khác hẳn người ta tí nó vượt trội đi mình làm được ra tiền chỗ nào chúng đi hết có cả là cả miền Tây Bắc này chỉ có thiếu khu vực Nghĩa Lộ bên cạnh Nghĩa Lộ đang chảy cái là chưa đi cũng đi nhưng mà chưa đến tàn vào cái huyện đấy thôi còn Điện Biên này Tuần Giáo này Tủa Chùa này chỗ nào cũng đi hết rồi. Làm đấy, à, sống ở đấy. Đi bộ đấy, không phải đi xe lướt qua đâu. Từ bản này sang bản khác. À, đi Chi Ly thì như cụ thể luôn. Và từng khu đánh rèn là nổi tiếng khắp nơi. Chú ơi, chú có nói được tiếng Lào không? Tiếng Lào á? À? Vâng. Tiếng Lào nó nói như tiếng Thái. Nếu mà tiếng Lào thì nó lái đi một tí thôi. Mình cũng nói được một tí. Thế. Mình lâu lâu này mình về mình... quên đi ạ. Càng nó cũng quên đi với lại bây giờ còn nhớ câu nào không chú? Có chứ. Ví dụ cho cháu một hai câu xem nào. Đi đâu thì tiếng Thái nó là pekler. Tiếng Lào này pekler. À. Lái một tí tẹo thôi. Lái một chút. Tiếng Thái Lan nè, tiếng Lào nè. À, tiếng Thái Việt Nam mình nè, à, nó đều là chung một là ngôn ngữ thôi, nó chỉ lái đi một tí thôi. Vâng. Và mới đi khắp nơi. Đấy, còn tiếng Mông này nó chịu ảnh hưởng của phải đến gần 80-90% tiếng Quan Họa, tiếng Vân Nam. Tiếng Vân Nam với lại tiếng Kinh với lại tiếng Mông thì chúng nói thì sõi như là tiếng mẹ đẻ. Vâng. Đấy, chúng nói tiếng đen với tiếng Mông đỏ với lại tiếng Mông trắng là ba thứ tiếng này là chú coi như là nói đến đâu là đặc là dân khu đấy, không ai biết chú là thế, mèo trắng. Thế chú nói tiếng, đến... à chú là mèo trắng ạ? Chú là mèo hoa. Mèo hoa. Vâng. Chú nói tiếng Trung Quốc đi chú. Trung Quốc. Vâng, tiếng Trung Quốc này tiếng Vân Nam thì dễ nói đó, tiếng Vân Nam thì. Mình sẽ nói xí lại. Anh ở chỗ nào về? À. Ngắm mình tại Tà Leng đúng không? Tôi ở Tà Leng. Ừ. Mình sẽ nói xí. Tại Tam Đường. Nhưng là anh ở huyện nào về? Tôi ở Tam Đường. Đấy. Xỉ có nghĩa là xã, xỉnh có nghĩa là huyện, xính có nghĩa là tỉnh. Vâng, nói mấy cái từ khác đi chú. Vâng. Từ kiểu nó từ liên quan đến kiểu mua bán chẳng hạn. Vâng. Tao xung của mày à, giao bán thế nào? À. Đúng là những câu quen thuộc đấy nhỉ? Đấy, câu quen thuộc đấy. Tao xung của mày à. Quỷ cố mà, hào căng mà, sang quỷ sử quỷ tuyêu. À. Bao nhiêu lâu rồi chú chưa sử dụng cái tiếng này? À, tiếng Trung ấy. Quan này, hỏa này thì chú biết từ nhỏ. Nhưng mà có một thời gian chú đi vào trạm tiếp xúc liên tục với người Trung Quốc được vài tháng ở trên đấy thì
chú lại có năng khiếu về cái chuyện là học rất nhanh. À, nhưng mà có nghĩa là rất mấy, chắc là phải tầm 10, 15 năm rồi chú không dùng đúng không? À, gần 30 năm rồi. À, gần 30 năm rồi. Thế là hôm nay là cháu hỏi là lần lâu lắm rồi chú mới... Nhưng mà chú nói quá sành rồi cho nên là cũng không thể quên được. À. Từ văn hoa là những cái lắt léo nhiều quá thì mình mới không mấy thôi. Chứ còn như vừa nãy là chú nói là đúng cái giọng đấy đúng không? À, đúng giọng đấy, chú nói là đằng đây giỏi, chú nói tiếng Kinh ấy, tiếng Mông ấy, tiếng này là sõi như nhau đấy. À, sõi như nhau. Có nghĩa là chú sang tuổi chùa chú nói tiếng quan hỏa với dân quan... và bên đấy là dân Khơi Tre, bên đấy là họ cứ tưởng chú ở bên Trung Quốc về, và chúng tôi di cư sang đây lâu năm quá là nói nó không được giống như các anh nữa. Cái phần hôm nay thì là chủ yếu là chia sẻ về cái cuộc sống của chú thôi, còn cái kỹ thuật ở đây thì nó không quá nhiều. Cái kỹ thuật làm cái này thì cháu thấy là mọi người chưa biết thì có thể là khó, nhưng mà cháu quay như này là cũng thấy là tương đối đơn giản này. Đơn giản thôi, nó chỉ có lâu la tí. Lâu nó mất thời gian một chút, nhưng mà làm lại cũng công việc gọi là thuộc nhẹ nhàng đấy chú nhỉ. Nhàn thôi, cái này làm nhàn. Thì nhàn không. Cái này nhàn mà còn dễ hơn cả là cái đoạn dùng bạc hàn đồng. Đúng rồi, dễ hơn nhiều. Đấy, dùng bạc hàn đồng là mất thời gian. Không phải mất thời gian mà nó kiểu nó đòi hỏi chính xác hơn. Đúng rồi. Cái này cũng đòi hỏi chính xác nhưng mà nó lại không quá cao. Đúng rồi. Cái này thì kể cả thằng nào khéo tay một tí chỉ nhìn qua là tự nhiên khắc làm được. Vâng. Không cần phải học hỏi nhiều. Chủ yếu là cái chất liệu ở đây nó đặc biệt. Đấy, thế đó. Chất liệu cái vỏ cây đào rừng. Đúng rồi. Nhìn màu sắc nó rất là đẹp. Ừ. Đấy, vật liệu tự nhiên này là rất là tốt chú ạ. Vâng. Đây, kết quả cuối cùng đây. Rồi, chú lắp vào đi chú ơi. Chú lắp vào đi. Có những cái dễ, cái không khó. Có những cái nó hơi chặt đúng không? Hơi chặt. Có những cái thì rất là dễ. Nó càng kín này nó càng tốt. Càng khít. Cái này thì rất là khít đấy chú nhỉ. Cái này thì cực kỳ của nó. Cái này hơi chi. Cái này phải gõ gõ xuống chứ nhỉ? Gõ gõ xuống, chặt quá đúng không? Gõ từ từ xuống là được. Sẽ chặt đấy được rồi. Đấy, quá ngon rồi. Này đang quay phim nó hỏng chỗ này thì coi như là không sao cả. Chuyện bình thường, chuyện bình thường mà chú. Làm nghề gì nó cũng có lúc hỏng lúc không hỏng. Như này được rồi. Đẹp rồi. Cái này cháu nghĩ là chú cháu mình làm cái này là đặc biệt đấy chú ạ. Vâng. Tại vì cháu xem nhiều người cũng khả năng là cũng chưa ai làm cái này đâu. Bây giờ không có đâu, cái này chỉ có ngày xưa cái thời mà nó còn khốn khó, không có những cái nhựa lung tung đấy nghe chưa. Vâng. Ừ, thì họ mới phải dùng cái này. Vâng. Bây giờ thì họ hay dùng cái nhựa. Vâng, còn bây giờ thì... Mà dùng cái nhựa xấu lắm. Nhựa xấu. Nhựa không thích. Sao đẹp, cái này không khác gì là mình đóng đồ, làm chủ, đánh nhất ly. Vâng. Quá tuyệt hảo. Quá đẹp rồi. Vâng, quá đẹp luôn. Kể cả là cái dây đồng mấy hôm trước cháu quấn là cũng chỉ tạm thời thôi. Tạm thôi, cái đấy nó không... Tại vì lúc đấy là cháu cũng chưa biết cái này. Vâng.
Cái này mình biết nhưng mà lúc ấy mình cũng chưa nghĩ đến. Vâng. Mình ở trước sau mình sẽ đây nhưng mà mình chưa nói cho cậu nghe. Vâng. Những vài lần nó thắt. Biết rồi.